Đồng hồ cổ Giang Hằng, em xin được gửi lời chào tới toàn thể các bác yêu mến đồng hồ cổ châu Âu. Và đầu xuân mới, em xin giới thiệu và giao lưu tới các bác hai em chân dài miên man với thương hiệu nổi tiếng của nước Pháp và đỉnh cao trong dòng Odo máy 10. Và hai em nó thuộc đời Odo 3610, là nữ hoàng của âm thanh và sắc đẹp, luôn được các bác yêu thích và muốn sưu tầm em nó phải không ạ? Và giá bên em tri ân đầu xuân mới cho các bác cực kỳ là hợp lý và bình dân cho các bác lựa chọn đây ạ. Và hai chiếc Odo 3610 này thì được bên em trực tiếp lên từ Odo 368 zin nguyên bản, và nó cũng chơi được hai bản nhạc gai Calion và bản nhạc truyền thống Westminster, cũng điểm chuông kép bính bong. Và bây giờ em sẽ mời các bác cùng em thẩm âm luôn hai bản nhạc gai huyền thoại của hai chiếc Odo 3610 đây ạ. Vâng, và em sẽ tiến hành đi vào quay hai chiếc 36 với một chiếc thùng zin tây. Em mời các bác cùng thẩm âm. Dạ vâng, các bác cùng em vừa thẩm âm hai bản nhạc của chiếc Odo 3610 với một dáng thùng zin tây. Và bây giờ em sẽ mời các bác cùng em chuyển sang chiếc thùng mà bên em tuyển chọn và lấy kích thước mẫu mã chuẩn phong tây, với một dáng thùng được các nghệ nhân chạm đục hai bên con công và phượng rất là đẹp và sắc nét. Và các bác cùng ngắm nhìn cho em một chiếc thùng Odo 3610 này rất là cầu kỳ và bắt mắt phải không ạ? Và bây giờ em sẽ mời các bác cùng em thỉnh âm luôn.
Vâng, chất âm mê mẩn phải không ạ? Và luôn được các bác luôn say đắm những chất âm của chiếc Odo 360. Và hai chiếc Odo 360 này, giá em tri ân đầu xuân mới cho các bác. Và chiếc Odo 36 với dáng thùng zin tay này, em giao lưu với các bác với giá là 27 triệu. Và chiếc thùng dáng thùng mặt nằm với một hình công phượng và cái tông màu sắc của nó cực kỳ là đẹp, em giao lưu với giá là 26 triệu. Các bác quan tâm thì có thể liên hệ cho em qua số máy 0355 005 943 và cũng là số Zalo bên em. Và đầu xuân mới các bác có thể đến trực tiếp bên em và cùng tham khảo những chiếc Odo 360 và được bên em nâng lên từ máy 8 này và cùng giao lưu với đồng hồ cổ Giang Hằng bên em. Và những bác nào không thể về được thì em có thể gửi đến treo và đến treo cho các bác và tư vấn cho các bác. Dạ vâng, em xin kết thúc video này. Hẹn gặp lại các bác.